Rồi, nội dung ngày hôm nay á, cô sẽ hướng dẫn các bạn là bài viên nang, còn nhắc lại bài tương kỵ là tự đọc. Tất cả các lớp đều vậy chứ không phải là tôi không giảng cho các bạn. Rồi, đồng ý chưa? Lớp có nghe rõ không? Nghe rõ rồi nói lại cho tôi đi, bài nào tự đọc? Bài tương kỵ tự đọc đó cô. Rồi, vậy nghe rõ rồi thì mình bắt đầu bài ngày hôm nay nha. Vậy thuốc viên nang được định nghĩa là như thế nào đây? Các bạn có thể nhìn thấy hình dạng của cái viên nang như thế này. Đây là một dạng thuốc rắn đã được phân liều sẵn rồi. Và mỗi lần uống là mình sẽ lấy một viên để mình uống luôn. Các bạn không có chia liều ra nữa. Thuốc viên nang là một dạng thuốc phân liều rắn. Thành phần gồm có dược chất được chứa bên trong vỏ nang. Dược chất được chứa bên trong vỏ nang. Và chính vì có cái vỏ nang nên thuốc này mới được gọi là thuốc viên nang. Vỏ nang được làm từ nguyên liệu gelatin, tinh bột hoặc là các dẫn chất của cellulose. Đường sử dụng phổ biến nhất của thuốc viên nang là đường uống. Ngoài ra, viên nang cũng có thể được làm để đặt trực tràng, đặt âm đạo, dùng ngoài hoặc là nhỏ mắt. Có hai loại viên nang, một là nang cứng và hai là nang mềm. Nang cứng, nang mềm. Nếu các bạn sờ vào viên thì mình dễ dàng biết được cái nào nang cứng, cái nào nang mềm. Nhưng mà bây giờ các bạn đang nhìn hình thôi chứ chúng ta không sờ. Vậy làm sao chỉ nhìn hình dạng mà mình phân biệt được đâu là nang cứng và đâu là nang mềm nè? Làm sao chỉ nhìn hình dạng thôi mà biết nang cứng với nang mềm các bạn? Nhìn hai cái hình này nó có gì khác nhau? Cũng như theo kinh nghiệm bản thân của các em sử dụng những cái viên thuốc này rồi. Nang cứng mà không tách ra được hả Lộc? Ở trên là nang cứng, ở dưới là nang mềm đó. Các bạn chắc cũng đã từng uống thuốc dạng viên nang rồi, đúng không? À, có hai bạn đã phát biểu nhưng mà cô thấy hai cái ý kiến này trái ngược hẳn với nhau. Những bạn còn lại thì mình nghiêng về phe nào nè? Đúng rồi, nang mềm thì vỏ nang nó là một khối thống nhất, nó dính liền với nhau và không tách riêng ra được. Còn nang cứng thì hai phần của vỏ nang có thể tách rời ra, một ý khác nhau. À, ngoài ra còn cái gì khác nhau nữa không các bạn? Về thuốc chứa ở bên trong chẳng hạn. Thuốc chứa bên trong nang cứng thường là dạng rắn. Không hẳn là bột ha. Không hẳn là bột. Thuốc chứa trong nang cứng á, thường là dạng rắn. Còn thuốc chứa trong nang mềm thì thường ở dạng gì mấy bạn? Thuốc chứa trong nang mềm là thường ở dạng dạng lỏng hoặc là dạng mềm ha, đúng rồi. Mình học về nang mềm trước. Như các bạn nhìn thấy ở đây thì nang mềm nó có rất là nhiều hình dạng, màu sắc và kích thước khác nhau. Ví dụ như nang mềm hình cầu, đây là những cái nang hình cầu nè. Và nó có nhiều cỡ. Các bạn để ý á, trên màn hình á, thì đơn vị để tính cái cỡ của nang mềm là đơn vị gì? Thường á, là tính thể tích người ta dùng đơn vị gì? Thường tính thể tích thì sẽ dùng đơn vị là ml. Nhưng hiện tại để tính thể tích của nang, viên nang mềm ha, thì người ta đang sử dụng đơn vị là minims. Các bạn thấy cái đơn vị minims không? Và ở bên dưới, ở trên là minims. Ví dụ như nang mềm hình cầu số 5 thì dung tích nó chứa được là khoảng từ 3,2 cho đến 5 minims. À, nang mềm hình cầu số 6 là có dung tích 4,6 đến 6 mm. Tương ứng ở bên dưới nó có cái chữ cc, cái này là viết tắt của cm khối. À, mà cm khối thì nó chính là ml luôn đó các bạn. Có một cái sự tương quan đổi đơn vị trên và dưới. Và dĩ nhiên viên càng to thì nó chứa lượng thuốc càng nhiều.
Và đồng thời viên càng to thì cái mức độ dễ nuốt nó lại sẽ càng sao? Viên càng to thì nó sẽ càng khó nuốt hơn so với viên nhỏ ha. Đây là các nang mềm có hình oval, hình bầu dục. Và tương tự thì dung tích của nó cũng được tính bằng mm ha. À, đây là những cái nang mềm hình thuôn dài. Hình của nó cũng giống như là hình trụ. Cá giống với lại viên nang cứng, chỉ có điều là nó không có thể tách riêng được các phần với nhau mà thôi. À, còn đây là nang mềm hình tuyếp. Ừ, nó sẽ có một cái đầu nhỏ. Và thường á, nang này người ta sẽ dùng để làm gì ha? Nang cầu, nang hình oval, rồi nang hình thuôn dài, tất cả những cái này các bạn thấy là đều dùng đường uống, nhưng mà riêng cái nang mà nó có cái hình tuyết với một đầu nhỏ như thế này thì thường người ta sẽ dùng đựng những cái thuốc để dùng ngoài hoặc là nhỏ mắt. Thuốc nhỏ mắt hình trước mình học đó, có thuốc nhỏ mắt đa liều, một cái bao bì đóng gói chúng ta sử dụng nhiều lần thì đóng trong một cái chai có đầu nhỏ giọt ở phía trên. À, còn nếu như thuốc nhỏ mắt đơn liều mà đóng cái chai thì nó rất là phí ha, thường là đóng dạng ống nhỏ hoặc là có thể làm thành cái viên nang giống như thế này. Còn dạng này, viên nang mềm mà có hình viên đạn thì dùng để đặt trực tràng, đây là một cái cách dùng khác của viên nang. Và dĩ nhiên hình dạng cũng như thể tích của viên thì nó sẽ phù hợp với lại cái cấu trúc giải phẫu sinh lý của nơi đặt. Như vậy thì tóm lại các bạn thấy là nang mềm nó có nhiều kích thước, nhiều hình dáng và nhiều đường sử dụng khác nhau. Và dung tích của nang mềm tính bằng đơn vị đó là mm. Đơn vị mm quy đổi từ mm ra ml thì chúng ta có cái tỷ lệ cứ 1 ml thì bằng 16,23 mm. 1 ml bằng 16,23 mm. À. Đường sử dụng, đường chủ yếu vẫn là đường uống. Các bạn có thể đóng thuốc vào bên trong rồi mình uống, hoặc các bạn cũng có thể cho vào trong nồi bao bao phim giống như hôm trước chúng ta bao viên nén trần á, mà này mình cho viên viên nang vô vẫn có thể bao được, dĩ nhiên là kỹ thuật bao nó sẽ hơi đặc biệt một chút xíu. Với kỹ thuật bao thì mình có thể biến một cái viên nang tan trong dạ dày trở thành một cái viên bao tan trong ruột. Và nhiều khi chúng ta cũng có viên nang với dạng viên nhai. À, và hồi nãy mình nhìn thấy là hình ảnh của một số viên nang dùng để đặt trực tràng ha. Đặt trực tràng, đặt âm đạo, à, những cái viên nang dùng dùng ngoài hoặc là dùng để nhỏ mắt, nhỏ tai. Ưu điểm của viên nang mềm. Viên nang mềm là một cái chế phẩm dễ uống, phân liều chính xác. À, mình hiểu cái ưu điểm thứ nhất này như thế nào đây? Thuốc chứa ở bên trong nang mềm á, thì chúng ta nhắc lại nó thường ở dạng lỏng. Vậy bạn hình dung nha, nếu như không có dạng thuốc nang mềm, các bạn sẽ phải uống cái chất lỏng đó. Mà thường là người ta sẽ đóng gói như thế nào còn nhớ không? Mình đã từng học bài dung dịch thuốc, hỗn dịch thuốc. Nếu người ta bán cho mình một cái chế phẩm lỏng thì đầu tiên là các bạn phải rót ra. Có nghĩa là mình phải tự phân liều. Đúng không? Và nếu như mà người ta phân liều sẵn vào từng cái gói nhỏ rồi thì các bạn vẫn phải cắt cái gói đó và đổ vào trong một cái ly. Sau đấy thì chúng ta mới mới dùng. Thứ nhất là cái việc mà cắt đổ ra như vậy nó rất là bất tiện ha. Còn nếu mà để mình tự chia ra thì có thể là mình chia không đều. Rồi cái thứ hai nữa là cái vị của cái thuốc đó có thể là nó có cái mùi khó chịu của hoạt chất hoặc là cái vị khó chịu của dược chất. Vì lúc đấy nó sẽ làm cho cái người uống họ không có thích uống. Còn bây giờ chúng ta gói hết tất cả các thuốc đó vào trong cái vỏ nang gelatin thì thuốc sẽ trở nên dễ uống hơn và cái việc phân liều đó nó trở nên chính xác hơn. Hay nói nôm na cái vỏ nang nó cũng giống như một loại bao bì mà các bạn có thể nuốt được. Còn những cái loại bao bì khác là bằng giấy, là bằng nhựa này kia nó không có nuốt được. Còn cái này là bao bì mà nuốt được luôn ha. Che giấu được mùi vị khó chịu của hoạt chất ở bên trong. À, đạt được độ ổn định trong sản xuất. Sinh khả dụng thì cao hơn viên nén hoặc là viên nang cứng. Thuốc ở trong nang mềm nó tồn tại ở dạng lỏng. Có nghĩa là nó đã được phân tán ra rồi. Hoạt chất đã được phân tán ra rồi. Nên khi vào trong cơ thể thì quá trình hấp thu sẽ diễn ra nhanh hơn. Và nang cứng thì hoạt chất nó còn đang ở dạng rắn, còn thậm chí là viên nén là nó bị nén lại với một cái lực rất là lớn thì phải mất thời gian để mà rã ra nữa, rất là lâu.
Đó là về so sánh sinh khả dụng của viên nang mềm so với lại viên nang cứng cũng như thuốc viên nén. Rồi cái ưu điểm thứ tư á, là công thức sẽ điều chỉnh được một cách dễ dàng. Điều chỉnh công thức dễ dàng bằng cách là các bạn có thể thay đổi môi trường phân tán, các bạn thay đổi độ nhớt, các bạn thay đổi dạng thuốc, thì mình sẽ làm ra được những cái chế phẩm mới với những cái đặc điểm riêng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần của cái viên nang mềm. Đầu tiên á sẽ là vỏ nang. Nãy mình định nghĩa rồi đúng không? Thuốc viên nang thì nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là dược chất và phần thứ hai là vỏ nang. Lúc nào cũng vậy, cả nang cứng lẫn nang mềm thì nó đều có hai thành phần là dược chất và vỏ nang. Và mình tìm hiểu coi cái vỏ nang mềm thì nó được làm từ những thành phần nào nha. Thành phần chính vẫn là gelatin. Ngoài gelatin ra thì còn có thêm chất hóa dẻo nè, nước và các chất phụ. Gelatin là chất chính để tạo ra cái vỏ nang. Đây, có thêm chất hóa dẻo, nước và chất phụ. Các bạn nhìn các thành phần này mình có liên tưởng tới cái gì hay không? Thành phần của một cái gì đó mà chúng ta đã học ở trong bài viên bao. Coi lại bài viên bao xem nào. Thành phần của một cái gì mà mình học trong bài viên bao, nó cũng có cái chất chính để tạo màng, rồi nó cũng có chất hóa dẻo, nó cũng có dung môi, nó cũng có những cái chất phụ. Nó giống với cái gì mà mình học ở trong bài viên bao rồi ha. Nó giống với thành phần của gì nè? Giống với thành phần của gì mà nó có cái chất tạo màng, nó có thêm chất hóa dẻo và nó cũng có dung môi và nó có những cái chất phụ. Ủa sao bao phim? Cái gì bao phim? Bao phim là nguyên một cái kỹ thuật mà. Cô đang hỏi thành phần của cái gì? Thành phần mà sao của kỹ thuật bao phim được, dùng từ cho đúng ha. Không phải tá dược luôn. Cái đó gọi là cái gì? Không phải lớp bao. À, cái viên bao thì nó phải có cái nhân nữa, các bạn càng trả lời càng sai đáp án, càng xa rời đáp án rồi đó. Chất tạo màng phim thì nó chỉ là một thành phần của cái dịch bao phim thôi. Mình phải pha dịch bao rồi mình mới phun cái dịch bao đó lên viên nhân thì mới có viên bao phim chứ. Lưu ý nha. Đó, mình học bài thì mình phải có sự liên hệ giữa bài này với bài kia, cái gì mà đi bao cách ly nhân vô đây nữa, vậy Minh Thuận. Các bạn xem lại bài đi, có phải là trong phần viên bao, thành phần của dịch bao phim. Thành phần của dịch bao phim nó có cái gì? Nó có thứ nhất là chất tạo màng bao, cái thứ hai là chất hóa dẻo, thứ ba là dung môi và có thêm những cái chất phụ ví dụ như chất màu. Đó, rồi chất phá bọt, chất tạo đồ đục vân vân. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái màng, nhưng cái màng bây giờ nó sẽ là vỏ nang. Thành phần chính không phải là chất tạo màng phim nữa mà chính là gelatin. Còn những thành phần còn lại thì vai trò của nó cũng tương đương, nó cũng tương tự giống như là ở trong cái kỹ thuật bao phim mà các bạn đã học hôm trước, thành phần của dịch bao phim ha. Vậy thì gelatin nó là gì và nó có nguồn gốc từ đâu? Và tại sao nó lại được lựa chọn để làm cái vỏ cho viên bao phim? Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Nguồn gốc của gelatin. Cái tá dược này các bạn đã gặp rất là nhiều rồi. Không phải đến cái bài viên nang này chúng ta mới nghe nhắc đến cái tên gelatin, mà cái tên này nó có xuất hiện từ những cái bài trước rồi. Vậy thì nó xuất hiện ở trong những cái dạng thuốc nào mà các bạn đã học? Các bạn có thể kể lại cho cô nghe coi. Trong chương trình bào chế 2 thì có những bài nào chúng ta đã từng đề cập đến gelatin? Và vai trò của gelatin trong những cái bài đó, những cái dạng thuốc đó là gì? Coi như một bài ôn luôn ha.
Các bạn gặp gelatin trong những bài nào rồi? Trong những bài đó gelatin đóng vai trò gì? Trong bài viên nén nó là tá dược dính dạng lỏng, đúng. Gelatin khi mà hòa với nước rồi đun lên thì mình được một cái chất dính dùng làm tá dược dính ở dạng lỏng. Rồi ngoài ra còn bài nào nữa không? Hết rồi hả? Mới có một bài viên nén là đề cập đến gelatin thôi hả? Trong bài thuốc đặc chúng ta có tá dược thân nước, đúng rồi. Trong bài thuốc đặc có tá dược thân nước là hỗn hợp glycerin gelatin, đúng. Còn ở đâu nữa hay không này? Còn ở đâu nữa không? Nó cũng có thể làm cái tá dược bao cách ly nhân ở trong cái kỹ thuật bào chế viên bao đường, hoặc là dùng chất nhũ hóa trong làm nhũ tương thuốc. Tất cả những cái này mình cũng đã học rồi, bây giờ nhắc đến thì chúng ta phải nhớ ha. Như vậy thì gelatin đó không phải là lần đầu tiên mà chúng ta nhắc đến nó. Gelatin khi mà chúng ta mua về nó dạng nguyên liệu bột giống như thế này. Vậy nguồn gốc của gelatin là từ đâu? Đây là một polypeptide có 18 axit amin được thủy phân từ da, gân hoặc là xương của động vật. Như các bạn đã học trong bài thuốc mỡ hôm trước. Da từ ngoài vào trong nó có ba cấu trúc chính là biểu bì, trung bì và hạ bì. Thì lớp nào có chứa collagen? Lớp nào có chứa collagen? Biểu bì, trung bì và hạ bì thì collagen đó, nằm ở lớp nào? Nằm ở lớp trung bì, đúng. Ở trung bì thì nó có nhiều sợi, mà sợi đó chính là sợi collagen. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái hình minh họa trên này. Đây người ta đang minh họa cho một lớp trung bì ở bên trong của da. Và đây là phân tử collagen khi mà người ta lấy nó, người ta phóng lớn ra. Thì khối lượng phân tử rất là lớn, khoảng lên đến 300.000 đơn vị. Và khi mà mình gia nhiệt thủy phân, chúng ta thủy phân thì chúng ta đứt cái phân tử collagen này ra thành những cái chuỗi polypeptide nó ngắn hơn. Vậy thì từ collagen nó đã bị bẻ gãy ra thành gelatin. Đó. Và cái quá trình mà thủy phân để làm cho collagen có trong da, trong gân, trong xương của động vật đó, nó chuyển thành gelatin đó, thì mình phải cần sử dụng đến các tác nhân thủy phân mạnh, ví dụ như là axit hoặc là base. Nếu như thủy phân bằng axit thì chúng ta sẽ dùng để thủy phân nguồn da. Da động vật được thủy phân bằng axit trong thời gian từ 7 đến 10 ngày. Sau đó thì chúng ta sẽ thu được gelatin A. Cái chữ A này là xuất phát từ chữ axit ở đây ha. Còn gelatin B thì dĩ nhiên là được thủy phân bằng base với cái nguồn ban đầu là xương động vật. Xương thì nó khó thủy phân hơn nên cái khoảng thời gian chúng ta cần nó gấp 10 lần so với lại cái thủy phân da. Để hoàn thành một cái quá trình thủy phân xương động vật thu gelatin B thì mình cần cái khoảng thời gian từ 70 đến 100 ngày. Bù lại thì gelatin B nó sẽ có cái độ cứng trội hơn, còn gelatin A nó sẽ nổi bật hơn về độ trong và độ dẻo. Để làm ra vỏ nang thì chúng ta thường phải phối hợp cả hai loại gelatin A và B này với một cái tỷ lệ phù hợp, để làm cho vỏ nang nó vừa có cái độ cứng mà vừa có độ trong và độ dẻo phù hợp.
Ừ, như vậy thì chúng ta thấy tính chất của gelatin đó, nó sẽ phụ thuộc vào loại collagen ban đầu. Thứ hai là phương pháp chiết. Thứ ba là quá trình gia nhiệt. Và thứ tư là cái loại tác nhân thủy phân mà chúng ta sử dụng. Và vì có nguồn gốc từ động vật nên nó không độc. Bình thường chúng ta vẫn có thể sử dụng các cái chế phẩm từ động vật trong bữa ăn hàng ngày của mình được mà. Nó không độc ha. À, mình ăn những cái sản phẩm mà nó có chứa da, cơ thể mình vẫn tiêu hóa được bình thường, dễ tan trong dịch tiêu hóa ở nhiệt độ của cơ thể này. Những cái enzyme nó tiêu hóa thức ăn thì nó cũng tiêu hóa được cái gelatin này. À, có khả năng tạo thành một cái màng phim, một lớp vỏ nang bền chắc. Nồng độ gelatin trong nước khi chúng ta pha nồng độ cao lên đến 40%, có nghĩa là một nửa ở trong cái dung dịch đó là gelatin đó, thì nồng độ nó lên cao khoảng 40% thì dung dịch vẫn có tính linh động ở 50 độ C. Dung dịch trong nước, ngâm gelatin vào trong nước nấu lên thành một cái dung dịch thì nó có thể dễ dàng chuyển từ dạng gel sang dạng son. Rồi dạng gel và dạng son là cái gì? Các bạn nhìn hình ở đây ha, nhìn cái hình minh họa ở đây và chúng ta cho biết. Nhìn hình minh họa và cho cô biết coi. Ở trên này là collagen ha, cắt ngắn ra thì thành gelatin. Khi gelatin ở nhiệt độ thấp thì những cái chuỗi polypeptide của gelatin nó xoắn lại với nhau. Nó xoắn lại với nhau, nó tạo ra những cái liên kết chéo và làm cho dung dịch gelatin này nó bị đặc lại. Nó đặc lại thì mình gọi nó là dạng gel. Nhưng khi chúng ta cho cái gelatin đó đun nóng lên, mình cho lên bếp mình đun nóng lên thì nó lại lỏng trở ra, nó thành dạng dung dịch. Dạng dung dịch mình gọi là son. Rồi cái son này nó đang lỏng, bạn lại làm lạnh thì các chuỗi polypeptide này nó tiếp tục xoắn lại với nhau nữa và chúng ta lại thu được dạng gel. Cái tính chất đó là chúng ta gọi ha, dung dịch gelatin trong nước có thể chuyển từ dạng gel sang dạng son và nó phụ thuộc vào nhiệt độ là cao hoặc là thấp. Yêu cầu chất lượng của gelatin dùng làm vỏ nang. Gelatin không phải là được sản xuất ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là để làm vỏ nang. Các bạn thấy ứng dụng của gelatin đó là trong những cái mảng nào nữa nè? Trước khi chúng ta học bài này, trước khi các bạn học về bào chế thì khi người ta nhắc đến gelatin, các bạn hình dung à đây là một cái chất dùng để làm cái gì? Dùng để làm bánh, kẹo, thức ăn, thạch, đúng không? Bánh, kẹo, thức ăn này kia. Còn bây giờ nếu như các bạn muốn lấy cái gelatin đó để làm vỏ nang thì ngoài các quy định chung phải đạt theo dược điển, gelatin dùng làm vỏ nang mềm phải đạt thêm các yêu cầu sau đây. Đó là về độ bền gel, độ nhớt, giới hạn sắt và giới hạn vi sinh. Cụ thể độ bền gel là gì và được thử như thế nào? Thì những bạn nào mình có sách lý thuyết, sách giáo khoa đó, các bạn lấy ra các bạn xem ha. Mô tả rất là kỹ luôn. Độ bền gel là gì? Độ bền gel được biểu thị bằng độ Blum. Đây là một đại lượng dùng để đo lường độ kết dính của các liên kết chéo có trong gelatin. Liên kết chéo thì nó xuất hiện trong khối gelatin khi khối này ở dạng gel hay là dạng son mấy bạn? Coi cái hình minh họa lúc nãy ra trả lời giùm con. Liên kết chéo là nó sẽ xuất hiện khi gelatin tồn tại ở dạng gel hay là dạng son. Khi tồn tại ở dạng gel mà giờ muốn có dạng gel thì nhiệt độ của cái lúc mà chúng ta xử lý khối gelatin đó là nhiệt độ cao hay thấp? Muốn gelatin tồn tại ở dạng gel thì nhiệt độ khi xử lý cái nguyên liệu cái dung dịch này là cao hay thấp mấy bạn? Ừ, phải xử lý ở nhiệt độ thấp.
Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị một dung dịch gelatin có nồng độ là 6 với 67%. Pha gelatin trong nước sao cho tỷ lệ gelatin là 6 với 67%. Để dung dịch này ở 10 độ C trong 17 giờ. Đây. Dưới điều kiện này thì khối gelatin của mình nó sẽ đặt lại thành dạng gel. Và các bạn chuẩn bị một cái thanh hình trụ tròn. Một cái thanh hình trụ tròn có đường kính 0,5 inch. Các bạn ấn cho cái thanh đó nó lún vô cái khối gelatin, ấn cho nó lún vô một đoạn khoảng 4 mm. Chúng ta xác định coi cái lực mình đã dùng để ấn là bao nhiêu. Thì số chỉ đó chính là lùm gam. Ví dụ như mình phải dùng khối lượng từ 100 đến 200 gram thì mới ấn được cái thanh hình trụ này, nó di chuyển được 4 mm trong cái khối gelatin này. Thì mình có cái tỷ à, cái chỉ số độ plum ở đây là 100 đến 200 plum gam. Các bạn hiểu từ từ này chưa nè? Lực để ấn một cái thanh hình trụ tròn di chuyển một đoạn 4 mm trong khối gelatin có nồng độ 6 với 67% đã được để ổn định ở 10 độ C trong vòng 17 giờ. Chỉ số này sẽ phải là từ 100 đến 200 plum gam nếu như gelatin đó muốn được dùng làm vỏ nang mềm. Nang mềm ha. Nang cứng thì lát nữa nó sẽ có một cái số liệu khác. Cái yêu cầu thứ hai của gelatin dùng làm vỏ nang mềm đó là độ nhớt. Cũng được xác định trên dung dịch gelatin có nồng độ 6,67%. Nhưng bây giờ sẽ là ở 60 độ C. Cũng dung dịch nồng độ giống y như lúc nãy luôn, nhưng mà nhiệt độ lúc thử nghiệm là 60 độ C. Vậy thì dung dịch này nó sẽ tồn tại ở dạng gel hay là dạng son? Tồn tại ở dạng gel hay dạng son đây mấy bạn? Nó tồn tại ở dạng son, có nghĩa là ở dạng lỏng. Vì vậy mình có thể đo được độ nhớt. Và theo quy định thì gelatin dùng làm vỏ nang mềm phải có độ nhớt từ 25 đến 45 mBq. Trung bình là 38 cộng trừ 2 đơn vị mBq. Đối với những dược chất thân nước, dược chất thân nước là dược chất như thế nào đây? Thân nước. Học rồi đúng không? Biết cái nào thân nước, cái nào thân dầu, cái nào mà có khả năng tan trong nước thì nó thân nước. Vậy cô hỏi các bạn nha. Gelatin á, nó có tan trong nước không? Gelatin có tan trong nước không? Có. Vậy nếu như chúng ta dùng cái vỏ gelatin để chứa chất thân nước thì có hợp lý hay không? Dùng cái vỏ gelatin để chứa chất thân nước là một điều không hợp lý, tại vì cái nguy cơ là nó sẽ bị phá cái vỏ ha. Nên dược chất thân nước nếu như chúng ta phải đóng vào trong vỏ nang gelatin thì bắt buộc tính bền của gelatin này nó phải cao hay thấp hơn so với bình thường, phải cao hơn. Vậy thể hiện qua những cái chỉ tiêu nào đây? Độ plum là độ bền gel phải cao. Theo mức quy định chung của gelatin dùng làm vỏ nang mềm là từ 100 đến 200 plum gam, thì nếu dược chất thân nước cái độ plum này nó phải lên đến 180 đến 200, nghĩa là ở cái mức maximum, cái mức cao nhất trong cái khoảng quy định hồi nãy đó. À, dược chất thân nước thì độ plum của gelatin phải cao, đồng thời độ nhớt phải thấp. Thấp là trong khoảng thấp nè, 25 đến 32 mBq thôi. Yêu cầu về giới hạn sắt. Và như các bạn đã biết á, thì gelatin được thu từ quá trình thủy phân, có nghĩa là chúng ta dùng nước và tác nhân axit hoặc là tác nhân bazơ để phân hủy da hoặc là gân hoặc là xương động vật. Và nếu nguồn nước đó không tinh khiết, nó bị nhiễm sắt hoặc là nhiễm những cái loại ion kim loại nặng khác thì nó sẽ tồn dư ở trong nguyên liệu gelatin mà chúng ta làm ra. Và nếu như gelatin không tinh khiết bị lẫn tạp kim loại vào thì nó sẽ không có phù hợp để làm thuốc nữa ha. Và người ta bắt buộc chúng ta phải kiểm giới hạn sắt và phải đạt quy định là không quá 15 phần triệu. PPM là phần triệu ha. Parts per million đó. Giới hạn vi sinh cũng phải kiểm tra.
vì có nguồn gốc từ động vật nên cái nguy cơ nhiễm vi sinh của gelatin là cao. Tuy nhiên, 1 gram gelatin phải không được chứa nhiều hơn 1.000 vi sinh vật, không được có salmonella hoặc là E. coli. Chứa nhiều quá thì nó sẽ không có đạt cái yêu cầu về vi sinh. Tại vì á, bạn hình dung hay chúng ta mua thuốc về mình uống, cái hoạt chất không biết là nó có tác dụng hay chưa, nhưng mà bây giờ mình đưa một lượng rất là nhiều vi sinh vật vào trong cơ thể luôn là không được. Còn nếu như có ít hơn 1.000 vi sinh vật mà trong đó lại có Salmonella hoặc E. coli là những cái con vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh, sự có mặt của nó chứng tỏ là cái môi trường nó không sạch, nó bị nhiễm khuẩn, nó bị nhiễm phân, thì nó sẽ không có an toàn để sử dụng cho người ha. Vì vậy thì các bạn biết là chúng ta sẽ phải dùng loại gelatin như thế nào để làm ra vỏ nang mềm nha. Nó phải có độ bền gel là bao nhiêu gram, độ nhớt bao nhiêu millipoise, giới hạn sắt là bao nhiêu và giới hạn vi sinh là như thế nào nha. Đó là thành phần thứ nhất để làm ra vỏ nang. Vậy những thành phần còn lại để làm ra vỏ nang mềm đó là cái gì? Chúng ta sẽ có thêm nước, chất phụ và những cái chất hóa dẻo. Nước để làm cái gì mấy bạn? Gelatin á, thì mình mua về nó ở dạng rắn như thế này. Muốn thành một cái dung dịch để mà tạo vỏ nang thì dĩ nhiên là phải có nước để pha vô đúng không? Phải ngâm vô nước mới pha được. Rồi sau đó thì mình sấy phần nước đó, nó sẽ bay đi và để lại một cái hàm ẩm nhất định cho chế phẩm. Còn ngoài gelatin và nước ra thì chúng ta cần thêm cái gì? Chất hóa dẻo. Khi các bạn sờ vào cái vỏ của viên nang mềm, khi các bạn sờ vào vỏ của nang mềm thì các bạn thấy sao? Nó cho một cái cảm giác làm sao so với sờ vào vỏ nang cứng? Sờ vào vỏ nang mềm á, thì cảm giác của nó sẽ như thế nào so với vỏ nang cứng? Nó mềm hơn. Vậy tại sao nó mềm hơn? Là do chính cái thành phần chất hóa dẻo này. Do có chứa chất hóa dẻo ha. Do có chứa chất hóa dẻo nên cái thể chất của viên nang mềm nó mềm hơn, và chất hóa dẻo đó đó thường người ta dùng glycerin hoặc là sorbitol. Dùng glycerin hoặc sorbitol để làm chất hóa dẻo. Và tỷ lệ thì tùy thuộc vào độ cứng cần thiết của vỏ nang mà chúng ta mong muốn có. Tỷ lệ này thường thay đổi trong khoảng 0,7 đến 1,3 phần so với gelatin rắn. Ngoài ra, cái tỷ lệ chất hóa dẻo này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như là độ nhớt của gelatin, loại dược chất, điều kiện khí hậu dự kiến, loại viên nang. Phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố ha. Và nếu các bạn có sách thì chúng ta mở sách ra xem cho cô cái bảng số 1 ở trong bài này. Tỷ lệ gelatin thường dùng trong công thức vỏ nang mềm. Chúng ta thấy cái cột thứ nhất là độ cứng của vỏ nang thì người ta chia ra 3 mức là cứng, trung bình và mềm. Cái cột thứ hai là tỷ lệ glycerin so với gelatin rắn thì chúng ta có những cái tỷ lệ tương ứng là 0,4, 1, 0,6, 1 và 0,8, 1. Nên thì mình suy ra cái gì? Muốn viên cứng thì mình dùng tỷ lệ chất hóa dẻo cao hay thấp? Muốn viên cứng thì chúng ta dùng tỷ lệ chất hóa dẻo cao hay thấp nè. Muốn viên cứng thì dùng tỷ lệ chất hóa dẻo thấp, còn nếu như muốn viên mềm thì mình dùng tỷ lệ chất hóa dẻo cao. Vậy tại sao lại có nhiều mức như vậy? Ví dụ như các bạn đọc cái mức đầu tiên đi là cái mức cứng. Nên phạm vi áp dụng là các nang mềm dùng đường uống có chứa khối thuốc thân dầu hoặc các thuốc có thể làm mềm vỏ nang hoặc là những chế phẩm lưu hành ở vùng nóng ẩm. Những chế phẩm lưu hành ở vùng nóng ẩm. Vùng nóng ẩm ví dụ như ở Việt Nam của mình, điều kiện khí hậu thì nhiệt độ cao và độ ẩm nó cũng cao. Độ ẩm nó tương ứng với lại lượng hơi nước có mặt ở trong không khí. Và các bạn biết là gelatin, vỏ nang làm bằng gelatin và gelatin thì hoàn toàn có thể hút được hơi nước từ trong không khí. Và khi nước vào trong vỏ nang thì nó cũng đóng vai trò giống như là một chất hóa dẻo.
bản thân nước nếu bị nhiễm vào vỏ nang thì cũng là một chất hóa dẻo rồi. Nhiệt độ cao lại làm dễ nóng chảy cái phần gelatin đó ra nữa. Do đó nếu các bạn làm nang mềm mà dự kiến sẽ lưu hành ở những vùng có khí hậu nóng ẩm thì các bạn không nên cho quá nhiều chất hóa dẻo. Ngược lại, nếu như chúng ta làm viên nang mềm này là để bán ở những nơi có khí hậu lạnh và khô thì theo các bạn tỷ lệ chất hóa dẻo nó sẽ như thế nào so với ở Việt Nam? Cao hơn, thấp hơn hay là vẫn giữ nguyên như vậy? Ừ. Suy nghĩ coi. Viên nang mềm là mình muốn nó mềm nhưng mà tại vì nó lưu hành ở những nơi khí hậu nóng, nhiệt độ làm dễ mềm viên, hơi ẩm mà nó nhiễm vô nó cũng làm dễ mềm viên luôn nên mình không có được cho quá nhiều chất hóa dẻo. Cho nhiều quá thì nó sẽ bị dính viên. Còn nếu như bây giờ mình làm cái viên đó mà mình xuất khẩu, mình bán qua những nơi mà có khí hậu lạnh và khô thì qua đó nó cứng ngắc luôn. Tại vì ở bên đấy khí hậu của nó đâu có hơi nước đâu. Và nhiệt độ thì nó cũng rất là lạnh và nó làm cho viên nó cứng còn hơn nang cứng nữa. Như vậy cô hỏi lại nha, ở những vùng mà có khí hậu lạnh khô á thì tỷ lệ chất hóa dẻo ở trong vỏ nang mềm nó sẽ cao hay thấp hơn so với lại viên lưu hành ở Việt Nam? Thì nó sẽ phải cao hơn. Vậy ngược lại ha, viên thuốc nang mềm mà người ta bán ở bên Mỹ chẳng hạn, khi mà chúng ta mua những cái hàng mà giống như hàng xách tay á, đem về mình dùng, các bạn thấy nó thường bị cái tình trạng gì? Nó thường bị tình trạng gì? Khi mình mới khui ra nó chưa bị đâu, để một thời gian nó mới bị. Là nó bị dính viên. Cái lý do là sao? Nó đã tiếp xúc với lại cái điều kiện khí hậu ở nước mình là khí hậu nóng ẩm rồi. Thì với cái hàm lượng chất hóa dẻo cao á, nó sẽ làm cho viên dễ bị dính lại. Nên các bạn lưu ý ha. Cái tỷ lệ chất hóa dẻo chúng ta sử dụng nó rất là quan trọng tại vì nó sẽ quyết định cái độ cứng cần thiết của vỏ nang và độ cứng này nó sẽ liên quan đến rất là nhiều cái yếu tố. Đó, như là điều kiện khí hậu dự kiến nè, loại dược chất chứa bên trong nè, loại viên nang hoặc là độ nhớt của cái gelatin đấy thì các bạn có thể đọc thêm ở trong bảng số 1 ở trong sách ha. Thành phần chất màu. Gelatin đó, nãy bạn nhìn thấy nó đâu có màu, nó pha ở trong nước rồi nó có thêm cái chất hóa dẻo glycerin hoặc là sorbitol thì toàn bộ những chất này đều là không có màu. Vậy thì tại sao mình nhìn thấy viên nang mềm nó lại có màu này màu kia thì đó chính là do người ta cho màu vào. Thuốc bên trong sẽ ảnh hưởng đến màu của vỏ nang và vỏ nang thường có màu sẫm hơn để nó che được khối thuốc ở bên trong. Nguyên tắc chọn màu, nếu thuốc màu nhạt, nếu như á, cái khối thuốc ở bên trong á, ở bên trong cái khối thuốc của mình là dung dịch thì người ta thường cho cái vỏ nang nó có màu nhạt. Còn khối thuốc dạng hỗn dịch hoặc là cái viên thuốc quá lớn thì màu của viên á, thường là màu sẫm. Cô sẽ giải thích cho cái điều này. Ví dụ thuốc là dung dịch ha, thuốc chứa trong nang là dung dịch thì cảm quan của dung dịch là trong suốt. Các bạn nếu nhìn xuyên qua được cái vỏ nang và mình thấy à, cái chất lỏng ở bên trong nó trong suốt thì nó cũng rất là đẹp, nó giống như những cái viên dầu cá hoặc là viên vitamin A gì đấy. Đối với những cái trường hợp thuốc chứa bên trong là dung dịch trong suốt thì người ta sẽ để một cái màu rất là nhạt cho vỏ nang thôi, người ta không có muốn che lấp cái khối thuốc ở bên trong. Tuy nhiên, nếu khối thuốc ở bên trong là hỗn dịch và các bạn đã học hỗn dịch rồi, cảm quan của hỗn dịch là trong hay đục? Cảm quan của hỗn dịch là đục. Và nhiều khi nó lại còn có tình trạng gì nữa mấy bạn? Được phép luôn. Khi để yên thì sao? Khi để yên thì hoạt chất rắn nó có thể lắng xuống ở bên dưới. Vậy mình hình dung nha. Nếu các bạn để viên thuốc nó trong suốt và có màu nhạt và người ta có thể nhìn thấy được cái khối thuốc lỏng ở bên trong nó đục và nó bị lắng hoạt chất thì người ta sẽ có cảm giác như thế nào về viên thuốc này?
người ta sẽ có cảm giác như thế nào về viên thuốc này? Bản thân mình có muốn cầm một viên thuốc như vậy mình uống hay không? Mặc dù khi các bạn học rồi thì mình biết à hỗn dịch là khi để yên thì nó có thể tách thành lớp riêng chẳng hạn, nó cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng nhìn vào cái cảm quan viên thuốc như vậy thì nó không đẹp và dĩ nhiên người ta sẽ không có mua. À, cho nên thay vì để cho bàn dân thiên hạ thấy hết cái ruột ở bên trong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn giải pháp gì? Làm sao để người ta không nhìn thấy khối thuốc ở bên trong? Làm sao để người ta không nhìn thấy khối thuốc ở bên trong? Chúng ta sẽ cho những cái chất cản ánh sáng, ví dụ như titan dioxide, hoặc là bạn cho cái màu sẫm, cho cái màu đậm để mình che cái khối thuốc ở bên trong lại. Như vậy thì chúng ta có cái câu kết luận ở phía trên, các bạn thấy đó. Màu của khối thuốc, cảm quan của khối thuốc bên trong nó sẽ ảnh hưởng đến màu của vỏ nang. Và vỏ nang thường cái màu nó sẽ sẫm hơn so với màu của khối thuốc. Rồi một cái ý nữa chúng ta cũng lưu ý, đó là đối với những cái viên mà kích thước của nó tương đối là lớn thì thường người ta sẽ cho màu sẫm để tạo một cái ảo giác là viên nó không có quá lớn. Nó cũng giống như mình hơi thừa cân chút xíu thì có xu hướng là chọn quần áo màu tối á, để nhìn vô có vẻ như là mình cũng gọn gàng hơn, đúng không? Thì viên thuốc cũng vậy. Nhìn một viên thuốc mà người ta nói ủa cái viên này to quá thì người ta uống sẽ khó nuốt. Còn ta nhìn nó nói à, cái viên này cũng không to, mặc dù nó cũng vậy, mặc dù bỏ màu khác. Nên là có cảm giác là không to thì lại nuốt được một cách dễ dàng hơn. À, chất bảo quản nãy mình nói là ở trong gelatin là nó vẫn còn một lượng vi sinh vật nhất định, và để làm cho cái vỏ nang bền nó không có bị phân hủy, nó không có bị mốc, thì thường người ta sẽ cho thêm một ít chất bảo quản vào để giữ cho vỏ nang được bền. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong thành phần của vỏ nang mềm, thì thành phần chính là gelatin. Gelatin được ngâm vào trong nước, có cho thêm chất hóa dẻo và có sử dụng thêm cái chất phụ, ví dụ như là chất chất gì ha, chất màu và chất bảo quản. Đó là xong cái phần vỏ nang. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái ruột của nang mềm, thành phần của khối dược chất chứa ở bên trong. Dược chất chứa trong nang mềm thường là ở dạng lỏng. Vậy nếu bản thân dược chất là chất lỏng thì chúng ta có cái trường hợp thứ nhất dễ đóng nang luôn, nó là chất lỏng. Ví dụ như mình đóng dầu cá, dầu gan cá là dầu được ép ra từ gan cá rồi, người ta lấy người ta đóng vào trong vỏ nang là được rồi. Nhưng nếu như hoạt chất mà mình dự định đóng nang mềm nó không phải là chất lỏng mà nó là một cái chất rắn thì sao? Bạn sẽ phải làm sao để biến nó thành một cái chất lỏng, mượn một cái chất lỏng khác để phân tán chất rắn này vào, làm thành một hỗn dịch lỏng, rồi lấy cái hỗn dịch lỏng đó đóng vào trong vỏ nang. Và để tạo cho khối thuốc á, một cái thể chất phù hợp để đóng nang, người ta có thể cho thêm cái chất phụ, ví dụ như là chất tạo độ nhớt hoặc là chất điều chỉnh pH. Nguyên tắc chung là các bạn sẽ chọn cỡ nang nhỏ nhất tương ứng với một liều. Nếu dùng đường uống ha, dung tích của nang dao động trong khoảng 16 đến 20 mm thì thường người ta sẽ làm nang hình trứng. 9 mm dùng nang hình cầu. Còn trên 20 mm thì nang thường có hình trụ. Rồi giải thích cho cái sự khác nhau về thể tích nó liên quan đến hình dạng như thế nào thì mình thử hình dung một cái ví dụ nhỏ sau đây. Các bạn thấy mấy mấy em mấy cháu ở nhà đó, nó học mẫu giáo thì thường có một cái hộp đất nặng, đúng không? Một cái hộp đất nặng đồ chơi. Bữa nào mình mượn thử một khối của mấy em đó, là lấy một khối rồi mình vo thành hình cầu. Các bạn vo cái khối đó thành hình cầu, các bạn đo đường kính của cái hình cầu đó ha. Rồi tiếp tục lát nữa, em bé đó nó không có thích chơi cái khối hình cầu, nó thích tạo thành hình quả trứng cũng với cái khối đất sét đó. Mình muốn tạo hình quả trứng thì các bạn phải làm sao? Các bạn phải lăn ở giữa cho hai đầu nó nhỏ ra, đúng không? Nó mới thành hình quả trứng được. Như vậy thì cái đường kính ở giữa bây giờ nó sẽ tăng hay giảm so với khối cầu ban đầu? Cô hỏi cái đường kính chứ cô không có hỏi chiều dài nha.
cái khối cầu, rồi giờ mình lăn cho hai cái đầu nó nhọn nhọn ra thì cái đường kính ở giữa nó sẽ tăng hay giảm, rồi nó sẽ giảm xuống. Còn sau đấy thì mình không thích hình trứng nữa, mình muốn chuyển thành cái khối trụ luôn. Mà khối trụ thì hai đầu và ở giữa là nó phải bằng nhau, thì chúng ta là phải tiếp tục lăn để phân phối cái khối đất sét ở giữa cho hai cái đầu, cho hai cái đầu nó to lên, nó bằng ở giữa luôn. Vậy thì so với hình trứng á, thì đường kính của hình trụ nó sẽ như thế nào, tăng hay giảm? Cũng cái khối đất sét đấy, không đổi qua khối khác, lại tiếp tục giảm. Vậy chúng ta so sánh đường kính của ba hình cầu, trứng, trụ thì nó sẽ theo cái trình tự nào đây? Dùng dấu để so sánh cho cô về đường kính của ba cái hình này, hình cầu, hình trứng, hình trụ. Hình cầu sẽ có đường kính lớn hơn hình trứng và lớn hơn so với hình trụ, chính xác. Vậy nếu như viên có dung tích nhỏ thì các bạn có thể làm hình cầu được. Còn nếu viên dung tích lớn mà chúng ta vẫn làm hình cầu thì nó dẫn đến cái tình trạng gì? Nếu viên có dung tích lớn, viên chứa nhiều thuốc mà chúng ta làm hình cầu thì nó bị cái gì mà người ta kêu mình làm thành hình trụ? Có những cái viên thuốc tàu thì người ta gọi đó là những cái viên thuốc hoàng đó, cái đó nuốt thì người ta phải nuốt viên nhỏ, chứ còn cái viên to là phải cho vô miệng nhai rồi mới nuốt được. Rồi các bạn cảm thấy nè, nếu như bây giờ viên to mà làm thành hình cầu á, thì nó bị cái vấn đề gì? Nói lại nghe coi. Nếu viên to hình cầu thì khó nuốt, cho nên chỉ những cái viên nào mà có kích thước nhỏ, những cái viên nào có kích thước nhỏ thì người ta mới làm hình cầu để nuốt thôi. Và những cái viên to mà làm cầu là phải nhai ra mới nuốt được. Hiểu không? Còn những cái viên có kích thước khoảng từ 16 đến 20 mm thì mình có thể làm thành hình trứng được. Còn nếu mà lớn trên 20 mm thì hình cầu với hình trứng nó đều là rất là to, nó khó nuốt, thì lúc đó phải chuyển qua hình trụ. Tại vì hình trụ nó có cái đường kính ngang là nhỏ nhất, nó có cái đường kính nhỏ nhất trong ba cái hình, hình cầu, hình trứng, hình trụ. Chính vì vậy mà viên to thường người ta làm hình trụ, chứ không có cái viên to nào mà đi làm thành hình cầu cả. Trên thị trường vẫn có viên nang hình cầu chứ không phải không có. Mình suy nghĩ như thế nào, mình cứ nói như vậy thôi, chứ cứ im lặng như vậy cô có cảm giác như là các bạn ngủ hết rồi. Tôi không có muốn giảng nữa. Học phải có tương tác với mấy bạn chứ, nếu không thì các bạn cứ nghe bài giảng thu sẵn thôi, chứ lên đây học làm gì. Tôi cũng không cần giảng chi cho mệt, tôi cứ gửi bài mà dạy mấy lớp khác cho tự nghe ha. Rồi về khối dược chất chứa ở bên trong thì hồi nãy mình nói rồi, khối dược chất thường nó sẽ là chất lỏng. Nếu như chất lỏng đó thân nước thì có phù hợp để đóng vỏ nang gelatin hay không? Mà ở đây chất lỏng mà vừa thân nước mà vừa dễ bay hơi nữa, giờ mình cho vô nó là có cái xu hướng là nó thoát ra khỏi cái vỏ nang đó để nó ra ngoài, thì những cái chất đó là cực kỳ không phù hợp để đóng vỏ nang luôn. Nhưng nếu như trong công thức phải dùng đến các thành phần là nước, cồn hoặc là nhũ tương thì các thành phần này không được quá 10%. Hôm trước mình học về thuốc bột thì chất lỏng cũng không được quá 10% đúng không? Bây giờ gặp những cái chất mà là nước, là cồn hoặc là các loại nhũ tương mà muốn đóng nang mềm thì tỷ lệ của những cái thành phần này cũng không được quá 10%. Là nhớ con số 10 này, nó lặp đi lặp lại cũng khá là nhiều lần. Vậy thì những chất lỏng nào sẽ phù hợp để đóng vào vỏ nang mềm? Các hydrocarbon mạch thẳng, mạch vòng. Nói chung là những cái chất thân dầu ha. À, nói chung là tất cả những cái chất lỏng thân dầu, các chất diện hoạt không ion hóa, các loại POG lỏng như BG400, BG600, dầu cá thì nó cũng là một chất lỏng thân dầu, nó sẽ phù hợp để đóng nang mềm. À, đó là trường hợp của những cái dược chất mà nó ở dạng lỏng luôn. Còn nếu như khối dược chất của mình á, nó xuất phát ban đầu là một chất rắn, bây giờ chúng ta phải biến cái chất rắn đó thành chất lỏng, phải mượn thêm một cái chất lỏng khác
phối hợp với chất rắn này để tạo ra khối thuốc dạng hỗn dịch. Lấy cái hỗn dịch này đóng vào trong vỏ nang gelatin. Còn nếu như dược chất nó quá thân nước thì các bạn phải dùng tỷ lệ thấp hoặc là phải phối hợp với chất mang nha. Nếu dược chất mà quá thân nước đó là phải tìm cách để chúng ta hãm bớt cái tính thân nước của nó xuống. Tuyệt đối không đóng những chất có tính axit mạnh, những chất có tính kiềm mạnh, các muối của axit mạnh, kiềm mạnh hoặc là muối của amoni vào trong vỏ nang gelatin. Và những dược chất nào không bền với độ ẩm thì cũng không có đóng nang mềm được. Rồi, có cái khối chất lỏng rồi và nếu như cái chất lỏng đó đã phù hợp để đóng nang thì chúng ta đóng luôn. Nhưng nếu như nó bị thiếu độ nhớt thì chúng ta sẽ cho thêm những chất chỉnh độ nhớt vào với mục đích là tạo tính chất vật lý tối ưu phù hợp với máy đóng nang, giúp tăng tốc độ và mức độ hấp thu, tăng độ tan của dược chất, chống lắng các tiểu phân hỗn dịch, giúp cho quá trình đóng thuốc được dễ dàng hơn. Các chất chỉnh độ nhớt thân dầu gồm sáp, monostearat nhôm. Các chất chỉnh độ nhớt thuộc nhóm thân nước thì gồm có BOG 4000 hoặc BOG 6000. Mình còn nhớ BOG 4000 và BOG 6000 đó, nó có thể chất là rắn lỏng hay mềm hay không? BG 4000, BG 6000 thể chất là thể chất rắn. Còn BG 400 nãy là thể chất lỏng. Bây giờ mình cho cái BG rắn này vào thì nó có thể giúp tăng được cái độ nhớt của cái chất ban đầu lên đó. Hiểu ha? Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thêm các chất chỉnh pH. pH của khối thuốc đóng nang mềm phải nằm trong khoảng từ 2,5 cho đến 7,5. pH quá thấp hoặc quá cao so với khoảng quy định này thì đều làm cho vỏ nang dễ bị hư hỏng và biến dạng. Nếu các bạn muốn giảm pH xuống thì chúng ta có thể cho các chất có tính axit vào như là axit citric, axit lactic, axit tartric. Còn khi các bạn muốn nâng pH lên thì chúng ta chỉnh bằng natri ascorbat hoặc là natri acetate là những cái muối có tính kiềm. À, như vậy thì chúng ta đã chuẩn bị xong cái khối thuốc để đóng vào bên trong nang mềm. Nhắc lại thành phần của khối thuốc đóng vào nang mềm gồm có cái gì? Thì chắc chắn là phải có thuốc. Thuốc ở dạng lỏng. Hoặc nếu như hoạt chất của mình là chất rắn thì cũng phải phối hợp với một chất lỏng để tạo ra hỗn dịch. Có thể sử dụng thêm các chất phụ như là chất chỉnh độ nhớt hoặc là chất chỉnh pH. Rồi, đã có khối dược chất. Và lúc nãy thì chúng ta cũng đã điểm qua thành phần để tạo ra vỏ nang. Có tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ các bạn sẽ xem cho cô các phương pháp bào chế viên nang mềm. Có những phương pháp nào dùng để bào chế viên nang mềm? Có tất cả bao nhiêu phương pháp được giới thiệu trong bài này? Có bốn phương pháp. Tên của bốn phương pháp đó là nhúng khuôn, nhỏ giọt, ép trên khuôn cố định và ép trên trụ. Các bạn có 5 phút để chúng ta đọc qua tất cả các nội dung liên quan đến bốn phương pháp này. Các bạn có 5 phút đọc bài nha. Bây giờ câu hỏi nha. Trong bốn phương pháp này, phương pháp nào có thể áp dụng ở quy mô công nghiệp? 1, 2, 3, 4. Phương pháp nào có thể áp dụng ở quy mô công nghiệp? Phương pháp hoặc là những phương pháp nào có thể áp dụng ở quy mô công nghiệp? Đọc kỹ, nếu các bạn đọc kỹ thì các bạn sẽ biết.
Phương pháp số mấy nè? Phương pháp nào có thể áp dụng được ở quy mô công nghiệp, sản xuất được với năng suất cao? Vậy là chưa đọc xong bài đúng không? Trả lời lung tung hết lên rồi. Giờ này là mấy giờ mà còn đòi vô lớp? À, đọc chưa kỹ thì đọc lại đi, chừng nào trả lời đúng thì rồi tôi nói tiếp. Phương pháp nào có thể áp dụng để làm thuốc ở quy mô công nghiệp? Phương pháp số 2 và số 4, đúng rồi. Phương pháp nào có tỷ lệ viên hư nhiều nhất? Phương pháp nào có tỷ lệ viên hư nhiều nhất? Có nghĩa là có hiệu suất thấp nhất. Phương pháp số 3, đúng rồi. Phương pháp nào đóng thuốc, cái lượng thuốc đóng vào nang á, là chính xác nhất? Phương pháp nào phân phân bố cái lượng thuốc vào trong nang chính xác nhất? Phương pháp số 1 ha. Đọc bài ít nhất cũng phải trả lời được mấy cái câu đó thì mới chứng tỏ được là mình có đọc rồi chứ. Vậy thì phương pháp số 1 với phương pháp nhúng khuôn được tiến hành ra sao? À, các bạn mở sách đọc cách mà người ta mô tả cái cách làm ha. Nhúng khuôn. Các khuôn kim loại hình quả trám được nhúng vào dung dịch gelatin. Dung dịch gelatin này thành phần gồm có cái gì? Nói tôi nghe coi. Cái bể chứa ở bên dưới này là dung dịch tạo vỏ nang nè. Và trong dung dịch tạo vỏ nang này nó sẽ có cái gì hồi nãy bạn đã học? Nó có gelatin, có nước, có chất hóa dẻo, có chất màu, có chất bảo quản. Đó. Toàn bộ những thành phần đó được phối hợp với nhau làm thành một cái dung dịch đựng ở trong một cái bồn. Dung dịch gelatin này được đun đến nhiệt độ 45 đến 50 độ C. Dung dịch gelatin ở nhiệt độ 45 đến 50 độ C thì theo các bạn, dung dịch này nó ở trạng thái solid hay là gel? Ở nhiệt độ này thì gelatin tồn tại ở trạng thái solid hay là gel? Tồn tại ở trạng thái solid, đúng rồi. Sau đó mình nhúng các khuôn kim loại này vào thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Các khuôn này đã được làm lạnh trước ha, các khuôn này làm bằng kim loại và nó có hình quả trám. Đã được làm lạnh sẵn, chúng ta nhúng vào trong gelatin lỏng. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhúng xong rồi nhấc dàn khuôn này lên thì nó đi ra và nó mang theo cái gì? Nhúng xuống xong rồi nhấc lên, nó đi ra, gelatin nào bám lên trên của cái chỗ khuôn quả trám này thì nó sẽ chuyển thành dạng dạng gel, nó dính theo khuôn thành một cái lớp màng gelatin. Các khuôn sau đó được lấy ra để khô tự nhiên ngoài không khí.
Gelatin khô sẽ tạo thành vỏ nang. Các vỏ nang được tách ra khỏi khuôn. Tách như thế nào đây? Khuôn được bôi trơn trước ha. Rồi sau khi cái vỏ nang này nó khô rồi thì người ta sẽ nắm, người ta kéo xuống thôi. Đó, nắm kéo xuống, nó đàn hồi mà, kéo xuống. Ở trên còn một lỗ nữa thì chúng ta sẽ bơm thuốc vào qua cái lỗ đấy. Để vỏ nang khô tự nhiên, tách vỏ nang khỏi khuôn, đóng thuốc thủ công bằng các cái dụng cụ phân liều như là pipette, burette hoặc là bơm tiêm phân liều. Sau khi đóng thuốc xong, vỏ nang sẽ được hàn kín bằng một giọt gelatin nóng chảy nhỏ lên phía trên để chờ nó đông lại. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng mỏ hàn để chúng ta hàn cái mép của vỏ nang lại. À, hình dung ra quá trình đóng nang bằng phương pháp nhúng khuôn nó cũng rất là dễ làm ha. Không có cần trang thiết bị quá phức tạp, chúng ta chỉ cần cái bộ khuôn là mình pha dịch tạo vỏ nang, chúng ta chuẩn bị cái khối thuốc lỏng, sau đó là mình dùng các cái dụng cụ rất là đơn giản. Bạn có thể dùng cái bơm tiêm phân liều để chúng ta bơm vô cũng được. Nhưng bù lại thì phương pháp này hoàn toàn á, làm khá là thủ công ha, nó không có máy móc hỗ trợ nhiều nên năng suất sẽ không cao và chỉ phù hợp với quy mô nghiên cứu. Nhưng được một cái ưu điểm đó là phân liều chính xác, do cái quá trình bơm thuốc vào là tự chúng ta canh chỉnh, mỗi viên chúng ta đều đong cân rồi mình canh thể tích từng viên một, nên cái độ chính xác của thuốc ở trong các viên nó cao nhất trong số các phương pháp. Phương pháp thứ hai là phương pháp nhỏ giọt. Nhỏ giọt là làm sao? Nguyên tắc của phương pháp này, phương pháp nhỏ giọt ứng dụng nguyên lý căn bản là khi một chất lỏng được để cho rơi tự do thì nó sẽ tạo thành một giọt hình cầu do sức căng bề mặt. Phương pháp nhỏ giọt sẽ được thực hiện theo nguyên tắc tạo giọt đồng thời và lồng vào nhau của dung dịch dược chất và dung dịch tạo vỏ nang. Chúng ta sẽ làm sao cho cả hai giọt này nó rơi xuống cùng một lúc, một giọt nằm ở bên trong của giọt còn lại. Ở đây mình có hai bồn, một bồn chứa một dịch màu đen và bồn còn lại chứa dịch màu trắng. Vậy theo các bạn thì dược chất đang nằm trong bồn màu đen hay màu trắng? Trên cái hình minh họa này đó, thì dược chất đang nằm trong bồn màu đen hay màu trắng? Dược chất là nằm trong bồn màu trắng. Đó, nó có hai cái ống tạo giọt ha, nó lồng vào nhau luôn. Cái ống tạo giọt này nó nằm ở bên trong của ống tạo giọt kia. Và khi rơi xuống thì giọt dược chất được nằm ở bên trong giọt gelatin. À, và khi giọt này rơi xuống chất lỏng ở bên dưới, thì chất lỏng bên dưới là cái gì các bạn? Nói cho cô coi. Ở bên dưới đang chứa cái gì vậy? Dầu paraffin. Đó. Gelatin được pha trong nước thì coi như nó là một cái giọt pha nước và rơi xuống dầu paraffin. Giọt nước này nó không tan trong dầu mà nó sẽ hình thành nên một cái khối cầu do cái sức căng bề mặt. Cho cô biết nhiệt độ của dầu paraffin là bao nhiêu độ C? Cái ống chứa dầu paraffin này á, dầu paraffin là được làm lạnh, gợi ý luôn. Và cái nhiệt độ này là khoảng mấy độ C? Đọc sách trả lời giùm. Số 10 ở đâu ra ta? Hồi nãy cái thử nghiệm kia là cái thử nghiệm về độ bền gel mà liên quan gì đến cái phương pháp này đâu em. Hả? Bị nhầm rồi nha. À, ở 4 độ C. Đó. Và khi giọt gelatin nó rơi xuống cái ống chứa dầu paraffin ở 4 độ C này thì lập tức nó sẽ thành một cái giọt hình cầu và lớp gelatin bên ngoài nó sẽ được gel lại, nó gel hóa, nó rắn lại, nó không còn là dạng son giống như ban đầu nữa ha. Như vậy thì các giai đoạn tiến hành của phương pháp nhỏ giọt, thứ nhất là điều chế dung dịch gelatin. Điều chế dung dịch gelatin. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ cho hai cái ống này nó nhỏ giọt xuống cùng một lúc, tạo hình dáng vỏ nang và đóng thuốc vào nang, xảy ra bằng phương pháp nhỏ giọt. Giai đoạn thứ ba là làm lạnh. Các viên ra khỏi máy được hứng vào trong các thùng chứa dầu paraffin và được làm lạnh ở nhiệt độ 4 độ C trong thời gian ít nhất là từ 6 đến 8 giờ để lớp gelatin này đông lại hoàn toàn. Giai đoạn tiếp theo là rửa viên. Các viên sau đó được lấy ra khỏi dầu bằng cách ly tăm
hoặc là rây rồi được rửa lại, có rửa bằng nước không các bạn, và nó dính dầu, giờ mình đem cái viên mà dính dầu lum về bán đâu có ai mua đâu, phải rửa cho sạch dầu. Nhưng mà dĩ nhiên là không rửa bằng nước, phải rửa bằng các dung môi hữu cơ dễ bay hơi, ví dụ như là ether. Giai đoạn thứ năm là giai đoạn sấy viên. Các viên được sấy ở nhiệt độ thấp và thời gian sấy sẽ vào khoảng 12 giờ đồng hồ. Mình không có thể sấy nhiệt độ cao, tại vì nhiệt độ cao làm cho cái lớp vỏ gelatin này nó chảy ra, nên phải sấy nhiệt độ thấp. Và sấy nhiệt độ thấp thì thời gian nó sẽ lâu. À, nó sấy có thể là lên tới 12 giờ luôn mới xong được một cái mẻ viên. À, đặc điểm của những viên thuốc làm bằng phương pháp nhỏ giọt này là gì? Nó sẽ làm ra được viên hình cầu, chỉ một hình dạng duy nhất là hình cầu mà thôi, tại vì cái giọt chất lỏng rớt xuống không thể nào mà nó ra thành hình trứng, hình trụ hoặc là hình sao, hình gì, chỉ một hình cầu duy nhất ha. Và nó sẽ không có một cái vết tích gì ở trên bề mặt viên cả. Lúc nãy viên làm bằng phương pháp nhúng khuôn á, thì nó sẽ có một cái vết sẹo của cái mối hàn ở phía trên này, sau khi chúng ta đóng thuốc chúng ta hàn lại. Còn viên làm bằng phương pháp nhỏ giọt nó sẽ không có bất kỳ một cái vết tích gì cả. Khối lượng viên dao động từ 20 mg đến 750 mg. Chúng ta có thể điều chỉnh đường kính của cái ống nhỏ giọt, hoặc là các bạn cũng có thể chủ động ngắt giọt bằng những cái bộ phận tạo xung ở đây. Ví dụ mình thấy cái giọt này nó đủ lớn, mình có thể tạo một cái xung để mình ngắt giọt cho nó rớt xuống. Nhưng mà phải điều chỉnh như thế nào để tốc độ chảy của dịch tạo vỏ nang và dung dịch dược chất là như nhau ha. Viên càng nhỏ tỷ lệ gelatin trên khối lượng viên càng cao, có nghĩa là cái viên càng nhỏ thì cái vỏ của nó càng càng dày á, còn cái viên càng lớn thì cái ruột nó nhiều nên tỷ lệ gelatin nó sẽ nhỏ lại. Độ dày của vỏ nang làm bằng phương pháp nhỏ giọt dao động trong khoảng từ 0,1 đến 0,5 mm tùy theo đường kính của viên, và đường kính thì dao động từ 0,8 cho đến 12 mm. Ưu điểm của phương pháp nhỏ giọt: thiết bị tương đối đơn giản, các bạn có sách các bạn có thể mở sách ra nhìn. Một cái máy làm viên nang bằng phương pháp nhỏ giọt nó rất gọn, nó chỉ giống y như một cái tủ thôi, tương đối đơn giản, gọn nhẹ, dễ lắp đặt và dễ vệ sinh. Cái bộ phận chính của nó chỉ là hai cái bộ phận tạo giọt đồng tâm này thôi. Giờ mình lắp xong mình chỉnh tốc độ chảy rồi mình chỉnh cái bơm ngắt xung như thế nào đó cho nó hợp lý là được rồi, nó không có phải điều chỉnh quá nhiều chi tiết như cái phương pháp mà lát nữa chúng ta sẽ học. Tuy thiết bị đơn giản nhưng mà năng suất cũng có thể gọi là cao. Trong 1 giờ làm được từ 8.000 đến 130.000 viên. Vậy với năng suất này đã có thể làm ra thuốc ở quy mô công nghiệp chưa các bạn? Năng suất này phù hợp để làm ở quy mô công nghiệp không? Sản xuất để bán được chưa? Được không nè? Ừ, được rồi ha. Nên nãy các bạn nào mà đọc bài kỹ thì chúng ta trả lời được mấy câu của cô thôi. Và cái ưu điểm thứ ba là lượng gelatin tiêu hao rất là ít. Cứ nhỏ xuống là hình thành viên, nhỏ xuống là hình thành viên, nó không có bị dư cái rìa, nó không có bị hao hụt đi ở cái chỗ nào cả. À, đây là một cái chế phẩm trên thị trường ha, và người ta dùng cái phương pháp nhỏ giọt để làm ra viên nang mềm đó, viên Okafor nè. Các bạn có thể nhìn thấy đây, những cái viên nó hình cầu, nó giống y như cái viên bi vậy, nhưng mà nó nhỏ xíu mà chứ nó không có to đâu nha. Viên to người ta không có làm hình cầu. Nhược điểm của phương pháp nhỏ giọt là chỉ làm được viên hình cầu, không làm được những hình dạng khác và cũng không làm được những viên mà có khối lượng trên 750 mg. Nhược điểm thứ hai là chỉ phù hợp đóng nang với những dung dịch dầu có độ nhớt thấp. Tại sao? Bắt buộc cái dung dịch dược chất của mình nó phải có tốc độ chảy tương đương với dung dịch gelatin, tại vì hai cái nó phải có tốc độ chảy giống nhau nó mới rớt xuống cùng một lúc được. Nhưng mà đâu phải lúc nào cái dung dịch hoạt chất của mình nó cũng lỏng đến mức mà có thể chảy ngang hàng gelatin, vẫn có những cái trường hợp mà mình đóng thuốc ở bên trong nó đặc hơn nhiều, thì phương pháp nhỏ giọt này nó lại tỏ ra là không phù hợp. Vậy ngoài phương pháp nhỏ giọt ra thì chúng ta còn có phương pháp nào nữa hay không? Chúng ta tìm hiểu sang phương pháp số 3 là phương pháp ép trên khuôn cố định. À, các bạn còn nhớ cái khuôn của thuốc đạn không nè? Đó.
Thì khuôn để làm ra viên nang mềm á, thì nó cũng có hai phần, nửa trên và nửa dưới giống y như vậy. Nhưng thay vì hai phần đó khớp lại với nhau tạo ra một cái hình đạn, thì nó sẽ tạo ra hình viên nang mềm, hình cầu, hình trụ, hình trứng gì đấy. Nó là giống như là cái những cái khuôn mà để làm mà thạch sữa vậy đó ha. Nó có hai phần trên ở dưới vậy đó, là gồm hai tấm kim loại đối xứng với nhau có đục lỗ tạo hình tương ứng với nửa viên nang. Chúng ta chuẩn bị dung dịch gelatin ở nhiệt độ 45 đến 50 độ C, có nghĩa là giống với lại phương pháp gì ha? Dung dịch gelatin ở nhiệt độ 45 đến 50 độ C là giống với phương pháp gì? Nhúng khuôn. Còn phương pháp nhỏ giọt thì nhiệt độ của dung dịch gelatin là nhiêu độ C? Lên đến khoảng 68 đến 70 độ C. Vậy có 4, vậy Lê Thị Nhung, cô hỏi là hỏi gelatin đâu có hỏi paraffin đâu, mà có 4 độ, 4 độ cứng nhắc thì sao nó chảy được nổi. Là các bạn lưu ý ha, ở nhiệt độ 45 đến 50 độ C là gelatin nó gần đặc rồi. Tại vì bây giờ á, mình nhúng khuôn vô là mình muốn nó đặc, nó bám lên liền. Còn trong phương pháp nhỏ giọt, chúng ta cần cái độ nhớt của nó phải thấp để nó chảy được nhanh, nó muốn nhỏ cái giọt xuống được, thì lúc đó mình lại phải chỉnh gelatin đến nhiệt độ cao. Bây giờ thì ép trên khuôn cố định cũng vậy, chúng ta sẽ làm cho gelatin nó đông lại thành một cái màng mỏng, nên các bạn sẽ dùng gelatin ở nhiệt độ thấp gần đông thôi ha, là nhiệt độ 45 đến 50 độ C. Lấy dung dịch này đổ vào từng nửa của khuôn để tạo nên một cái lớp màng mỏng. Hình dung được không? Lấy cái khuôn. Cái khuôn. Rồi lấy cái dung dịch gelatin này đổ lên trên từng nửa khuôn để tạo nên cái màng mỏng. Và cô hỏi các bạn luôn nha. Khi các bạn đổ như vậy đó, bề dày của cái màng này nó có giống nhau tại mọi vị trí ở trên khuôn không? Các bạn đi mua bánh cuốn đó, thấy người ta căng cái tấm vải lên trên cái nồi nước đó, thì cái tấm vải nó phẳng. Nhờ vậy cái miếng bánh cuốn ra nó mới đều chỗ này với chỗ kia. Còn giờ cái khuôn thì cái bề mặt của nó lồi lõm, mà giờ bắt trải mà nó đều giống như là tráng bánh cuốn thì đó là một điều không thể ha. Thì nó sẽ dẫn đến cái hệ quả là gì? Có chỗ khuôn á, thì cái lớp vỏ gelatin này nó dày, quá dày, chỗ khác thì nó lại quá mỏng. Rồi sau khi mà mình tạo hình rồi đó, các bạn sẽ đổ thuốc lên cái nửa khuôn ở bên dưới, cái tấm gelatin ở bên dưới á. Nói chung là một trong hai cái tấm gelatin đó, bạn sẽ phải đổ thuốc vào đến ngang cái mặt khuôn. Rồi lấy cái tấm gelatin trên nửa khuôn còn lại để lên và ép cho nó dính lại. Bản thân cái độ dày của tấm gelatin nó đã không đều rồi, thì bây giờ mình đổ thuốc lên cho ngang mặt khuôn, thì lượng thuốc chứa trong những viên đó nó có đều nhau không các bạn? Ừ. Cái đáy nó không đều rồi, bây giờ mình đổ thuốc lên cho ngang mặt thì chắc chắn là lượng thuốc phân bố vô trong những cái viên đó nó sẽ không có giống nhau. Đó. Thì đó chính là cái lý do làm cho phương pháp này á, nó có chênh lệch khối lượng thuốc giữa các viên lên đến 20, thậm chí là 40% luôn. Và cái tỷ lệ này là tỷ lệ mà người ta không có chấp nhận được ha. Đối với viên nang thì sai số khối lượng tối đa chỉ là 10% thôi, chứ còn lên đến 20 40% là cái lô thuốc này giờ uống vô hên xui. Không lẽ cái viên hàm lượng 500 mg đi, uống vô hên nó thì được 500 mg, còn không hên hả? À, thì nó mất hết đi 40% hoạt chất đó, hoặc là nó được khuyến mãi thêm 40% hoạt chất nữa, nó không có đúng nha các bạn. Ừ. Chính vì vậy phương pháp này á, trước đây á, khi mà thiếu thốn không có thì người ta còn làm bấm bụng coi cái viên nào không đạt thì loại bỏ đi, nhưng mà như vậy thì cái hao hụt nguyên liệu rất là cao, đâu phải là nguyên liệu mình mua về không có tốn tiền đâu, mà làm xong mà coi cái nào hư thì đem đi bỏ ha. Sau này người ta không có dùng phương pháp ép trên khuôn cố định này nữa, do hiệu suất của nó quá thấp, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu cao và chênh lệch khối lượng thuốc trong nang giữa các nang quá nhiều đi. Có một cái phương pháp khác cũng là phương pháp ép, nhưng mà nó có nhiều cái ưu điểm hơn và hiện nay cũng được áp dụng ở quy mô công nghiệp, đó là phương pháp ép trên trụ. À, các bạn nhìn phương pháp này ha, cũng trải tấm gelatin nhưng người ta không có trải trên một cái mặt khuôn lồi lõm nữa, mà có một cái trống trải chuyên dụng, cái drum này nè, đó là cái trống đó, đó có một cái trống làm lạnh ha. Dung dịch gelatin ở phía trên nè có cái hộp trải, trải lên cái trống làm lạnh này để chúng ta thu được một cái tấm gelatin.
Ở bên này tương tự, nó có một cái bồn nữa, hai bên hai cái bồn gelatin, thu được hai tấm gelatin kéo qua đây. Và ở giữa của máy chúng ta nhìn thấy có hai cái trụ. Trên hai trụ này các bạn thấy người ta khắc cái gì ha? Cái gì lẫm lẫm vô đây, mình tạm gọi nó là cái gì? Những cái chỗ lõm vào ở trên trụ đó người ta gọi nó là cái gì? Những cái lỗ lõm ở trên trụ đó người ta gọi là cái gì? Đọc sách trả lời cô nghe coi. Cái trụ bình thường thì nó chỉ là hai cái hình trụ thôi, tại sao mấy cái trụ này nó có chỗ lõm vô nữa? Vì những cái chỗ lõm vô đó là cái gì, đoán xem. Nó sẽ được gọi là khuôn định hình. Đúng rồi, đó là cái khuôn định hình. Hai tấm gelatin kéo vào hai cái trục hình trụ này, nó có khắc những cái vết lõm gọi là khuôn định hình, và nó ép hai cái tấm này dính lại với nhau, thì cái chỗ nào bị ép lại nó sẽ dính. Khi nó dính cái phần đáy rồi á, nó tạo ra cái đáy rồi, thì thuốc ở phía trên này nè, các bạn để ý nó có cái bơm định liều ha. Đây cái buồng định liều nè, ví dụ như mình muốn à một viên này đóng vô 1 ml về, chỉnh dung tích đây đúng 1 ml, chảy xuống đúng 1 ml, có cái bơm nó bơm rớt vô. Nó bơm định liều ha. Khi mà hàn được một phần cái đáy của viên thuốc thì bơm vô, và khi bơm xong thì hai cái trụ này nó lăn qua, nó đóng viên lại luôn. Nó giống như thế này ha. Nó giống như vậy. Hai cái tấm gelatin hai bên ta kéo vô nè, cái khuôn này nó sẽ ép dính cái đáy lại, rồi thuốc ở trên thì bơm vô, bơm xong mà nó hàn viên dính lại luôn. Trên cái đoạn clip hồi nãy thì các bạn nhìn không có nhìn thấy thể hiện cái phần rìa gelatin dư, nhưng trên hình này thì các bạn thấy nó có cái phần rìa gelatin dư ra nè. Hai cái tấm này nó vậy mà, còn ở trên khuôn thì chỉ có một vài chỗ nó có viên thôi, còn lại vẫn là chỗ trống ha. Nên nó sẽ có thêm một cái cơ chế nữa là cắt viên ra. Và cái phần ở dưới này nó là những cái rìa gelatin dư, thì cái phần này nó sẽ được là xử lý lại ha. Rồi các bạn đã biết qua cái cơ chế hoạt động của cái máy đóng nang mềm bằng phương pháp ép trên trụ. Vậy theo các bạn thì để vận hành cái máy này á, chúng ta sẽ phải điều chỉnh những thông số nào đây? Dễ hay khó hơn so với máy nhỏ giọt? Giờ mình điểm qua một số ha. Ví dụ như các bạn phải chỉnh tốc độ chảy của cái hộp chảy nè, tốc độ quay cũng như nhiệt độ của trống làm lạnh, tốc độ quay của hai cái trục hình trụ chứa khuôn định hình, rồi tốc độ bơm vào phải nó phải khớp với lại gì? Cái tốc độ tạo hình viên ở bên dưới, rồi phải chỉnh cắt viên, rồi nó nói chung là rất là nhiều cái vấn đề. Nên máy này á nó sao, nó có đơn giản hay là nó phức tạp hơn so với máy nhỏ giọt? Để chỉnh cái máy này đơn giản hay là phức tạp hơn so với chỉnh máy nhỏ giọt hồi nãy? Nó phức tạp hơn nhiều ha, nhưng mà bù lại thì nó lại được nhiều cái lợi điểm khác. Ví dụ như chúng ta có thể làm ra nang mềm nó có nhiều hình dạng khác nhau, nhiều kích thước khác nhau, nó không có bị giới hạn bởi hình cầu cũng như là cái mức 750 mg giống như là phương pháp nhỏ giọt lúc nãy, và cũng không bị giới hạn là chỉ đóng được dược chất ở dạng lỏng có độ nhất thấp. Ở đây dược chất nào mình cũng đóng được hết, tại vì nó bơm không phải là theo cơ chế tự chảy mà theo cái cơ chế là có cái bơm định liều. Dược chất chứa trong nang
ở dạng dung dịch, dạng hỗn dịch, thậm chí là bột nhão vẫn có thể đóng được bằng cái máy ép trên trụ này. Và chúng ta hoàn toàn có thể làm ra những cái viên nang, nó có hai nửa màu khác nhau. Muốn làm ra như vậy thì một bên là một tấm màu trắng, một bên là một tấm màu đỏ. Dấu hiệu để nhận ra các viên làm bằng phương pháp ép, dù là ép trên trụ hay ép trên khuôn cố định gì, vẫn là ép, ép này dính lại. Nó có cái gờ ở giữa của hai phần vỏ nang nè. Đặc điểm để nhận ra những viên được làm bằng phương pháp ép. Lưu ý, trong quá trình sản xuất phải thường xuyên lấy mẫu định kỳ để kiểm tra độ khít của vỏ nang, xem là cái máy nó hàn lại nó có kín hay chưa. Kiểm tra bằng cách các bạn dùng kính lúp để mình soi những cái vết nối, những cái vết gờ. Và đồng thời, tại vì máy nó làm, mình cũng phải định kỳ kiểm tra xem cái sự phân liều của máy nó có chính xác hay không. Chúng ta cân khối lượng thuốc trong nang. Lưu ý là không phải là chỉ cân cái vỏ nang thành phẩm nha, mà các bạn phải cân để xác định cho cô khối lượng thuốc ở chứa ở bên trong của cái nang đó. Thì mình sẽ phải cân hai lần. Lần đầu là cân vỏ chứa thuốc, có nghĩa là nguyên một viên đó. Sau đó thì chúng ta đổ hết thuốc ra, cắt cái viên, đổ hết thuốc ra và lấy ete dầu hỏa để mình rửa, cân lại vỏ nang. Trừ ra thì mình sẽ ra được khối lượng thuốc chứa ở bên trong, và từ đó các bạn sẽ biết được là cái máy của mình nó chạy nó có ổn định hay không. Biết được bốn phương pháp rồi ha. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách để xác định cỡ nang. Đối với những cái viên nang nhỏ thì mình sẽ có ưu điểm là cái gì? Viên nang nhỏ thì nó dễ nuốt, dễ vận chuyển, chuyên chở nó nhẹ nhàng, nuốt nó cũng dễ, năng suất máy chạy thì nhanh hơn so với viên lớn, cần ít tá dược hơn nữa, cần ít gelatin hơn, nói chung là nó lợi nhiều thứ. Nhưng mà chúng ta cũng phải căn cứ vào cái liều dùng của hoạt chất, tại vì đâu phải hoạt chất nào mình cũng dùng liều thấp được đâu, mà dùng liều cao thì viên không thể nào mà nhỏ được ha. Trong trường hợp dược chất là chất lỏng, dược chất là chất lỏng luôn, thì chúng ta sẽ tính thể tích của nang từ khối lượng riêng của chất lỏng đó. Để xác định cỡ nang là các bạn phải biết thể tích. Còn hàm lượng thì thường người ta tính bằng đơn vị gì ha? Hàm lượng thường tính bằng đơn vị miligam. Mà cỡ nang thì lại tính bằng đơn vị là minim hoặc là ml. Nói chung á, chúng ta có hàm lượng là m đi, có m. Các bạn cần tính ra V thì mình cần phải biết thêm cái gì nữa. Giữa V và M nó có mối liên hệ gì với nhau? Có cái công thức gì cho biết mối liên hệ giữa M và V không? Cho cô biết cái công thức đó đi, hôm trước mình học rồi đó. Công thức đó đặc biệt quan trọng trong bài ngày hôm nay luôn ha. Công thức liên hệ giữa M và V. Công thức liên hệ giữa M và V. M bằng V nhân D, hay nói cách khác V bằng M chia D. Từ hàm lượng mình biết được M. Vậy muốn biết được V chúng ta phải biết thêm khối lượng riêng D. Đúng rồi. Còn đối với trường hợp hoạt chất là chất rắn, hoặc là chất bám rắn, hoặc là cũng là chất lỏng nhưng mà độ nhớt của nó quá cao, không có phù hợp để đóng trực tiếp, thì lúc đó mình phải làm cái gì? Nhắc lại cho cô coi, nãy cô nói rồi. Nếu hoạt chất là chất rắn thì mình phải làm gì để đóng nang? Làm nang mềm đâu có đóng chất rắn vô được. Nãy có nói rồi. Thì làm sao? Làm sao để chuyển nó thành chất lỏng?
sao hòa tan được. Coi lại bài. Trường hợp dược chất là chất rắn. Mới nói nãy xong. Nếu dược chất là chất rắn thì sao? Thì sẽ điều chế thành hỗn dịch. Mà muốn làm thành hỗn dịch thì bên cạnh dược chất rắn mình phải cho cái gì vô nữa? Phải thêm một cái chất lỏng vô. À, nếu như dược chất là chất rắn hoặc chất bán rắn hoặc là một cái chất lỏng mà có độ nhớt cao không phù hợp thì mình phải chọn thêm một cái chất lỏng khác để tạo nên với cái dược chất đó thành một cái dung dịch hoặc là một cái hỗn dịch để dễ đóng nan. Và trong trường hợp thứ hai này thì chúng ta có một cái giá trị phải chú ý, đó là trị số hấp thu căn bản. Trị số hấp thu căn bản base absorption value, trị số hấp thu căn bản viết tắt là BAV, BAV đó là số gam chất lỏng cần thiết để trộn với 1 gam dược chất tạo thành một khối thuốc có độ chảy thích hợp để đóng nan. Mới giờ nói lúc nãy đúng không? Dược chất của mình nè, ví dụ là chất rắn nè, không đóng được nè, thì phải trộn với một cái chất lỏng. Thì cứ 1 gam dược chất, các bạn sẽ trộn với bao nhiêu gam chất lỏng để tạo thành một cái khối thuốc có thể đóng nan mềm được, thì cái số gam chất lỏng đó người ta gọi là trị số hấp thu căn bản. Số gam chất lỏng tính trên 1 gam dược chất thì đơn vị của BAV, của BAV này là gam trên gam. Ví dụ như ở đây chúng ta có 30 gam niacinamide thì cần 18 gam dầu. Niacinamide là chất rắn. Cần phối hợp 30 gam này với 18 gam dầu thì đóng nan được. Vậy BAV bằng bao nhiêu? BAV là 1 gam niacinamide cần bao nhiêu gam dầu đó, thì mình sẽ lấy 18 này mình chia cho 30. Vậy BAV sẽ là 0,6. Vậy mình hiểu số 0,6 này là sao? Cứ 1 gam niacinamide thì cần bao nhiêu gam dầu? 1 gam niacinamide thì cần trộn với bao nhiêu gam dầu? Có BAV rồi đó. Theo định nghĩa của BAV trả lời thôi. 1 gam niacinamide thì cần trộn với 0,6 gam dầu. Vậy thì tổng cộng mình có bao nhiêu gam? Lấy 1 gam niacinamide cộng với 0,6 gam dầu, lại tổng cộng mình có bao nhiêu gam? Rồi trong 1,6 gam hỗn hợp này thì có mấy gam là niacinamide? Trong 1,6 gam hỗn hợp vừa niacinamide vừa dầu này thì có mấy gam là niacinamide? Rồi có 1 gam niacinamide, hiểu được điều này chưa nè? Nhưng cái vấn đề á, là mình cần phải tìm ra thể tích của cái hỗn hợp này là bao nhiêu. Chúng ta có khối lượng là 1,6 gam rồi, vậy thể tích của nó là bao nhiêu? Thì mình cần phải biết thêm cái gì nữa để tính ra thể tích. D đề bài đã cho rồi là 1,28 gam trên 1 ml. Vậy chúng ta có một cái giá trị nữa cần phải xác định, đó là số ml tương ứng với 1 gam dược chất. Số ml tương ứng với 1 gam dược chất để tạo ra được một khối thuốc có độ chảy tốt. Đây, khối thuốc có độ chảy tốt của mình á, thành phần gồm có 1 gam dược chất nè và B gam chất lỏng. B này chính là BAV đó. 1 gam dược chất cộng với B gam chất lỏng. Thì nó có thể tích là bao nhiêu? Đây là số ml tương ứng với 1 gam dược chất. Số ml tương ứng với 1 gam dược chất. Số ml tương ứng với 1 gam thì người ta gọi đây là chỉ số MG. MG factor, chữ M đây là ml, còn chữ G ở đây là gam. Nói thì có vẻ như nó rất là cao siêu hay, nhưng mà thật ra nó là cái thể tích thuốc mà chứa được 1 gam dược chất. Rồi cũng dựa trên cái ví dụ này, chúng ta tính ra được MG factor là lấy 1 cộng 0,6 chia cho 1,28 bằng 1,25.
trên 1 gram. Được hiểu là làm sao? Sau khi mình pha xong cái hỗn hợp này rồi nè, cứ lấy 1,25 ml hỗn hợp này thì sẽ tương ứng với 1 gram niacinamide. Vậy nếu như mình muốn làm ra viên nang mềm niacinamide có hàm lượng là 1 gram thì một viên như vậy đó sẽ chứa bao nhiêu ml chất lỏng đây? Nếu cô muốn làm ra một viên nang niacinamide 1 gram thì mỗi viên như vậy sẽ chứa mấy ml chất lỏng, mấy ml thuốc á, mấy ml cái hỗn dịch thuốc mà mình vừa mới điều chế xong sẽ là 1,25 ml, và 1,25 ml này nó tương ứng với mấy milliliters? 1,25 ml này là mấy milliliters? Trả lời. Là bao nhiêu milim? Hồi nãy chúng ta có cái công thức quy đổi rồi, các bạn cứ tính đi. Hai mươi với 28 có nghĩa là trên 20 milim thì các bạn sẽ dùng nang hình gì? Dùng đường uống nè, vậy nang này nên có hình gì đây? Nên có hình trụ và nên có màu sáng hay là màu sẫm? Màu nhạt hay là màu sẫm? Viên mà trên 20 mm được đánh giá là viên to rồi nha. Vậy thì cái màu phù hợp sẽ là màu sẫm. Rồi mình hiểu được những cái gì mà nãy giờ học chưa? Tại sao tôi bắt các bạn phải trả lời chưa? Không phải tự nhiên mà viên nó có cái hình đó hoặc là cái màu đó. Rồi mình làm một cái bài nữa để quen ha. Vitamin A, 15 g vitamin A cần 18 g dầu. Vậy thì BAV sẽ là lấy 18 chia cho 15 bằng 1,2. MG factor là lấy 1 g vitamin A cộng với 1,2 g dầu ra tổng là 2,2 g. Chia cho khối lượng riêng là 1,32, ra được thể tích là 1,67 ml trên gam. Có nghĩa là sao? Cứ 1,67 ml hỗn hợp thì tương ứng với 1 g vitamin A. Vậy bây giờ tôi muốn làm ra viên vitamin A 500 mg thôi. Thì mình sẽ lấy bao nhiêu ml của cái hỗn hợp này? Cứ 1 g vitamin A thì được chứa trong 1,67 ml hỗn hợp. Vậy thì 500 mg vitamin A thì sẽ tương ứng với 0,835 ml hỗn hợp, các bạn nhân ra. 0,835 ml là bao nhiêu milim? Không phết 835 ml là bao nhiêu milim này? Là khoảng 13, hơn 13,55, 13,55 ml. Viên thuốc nên có hình gì, cầu, trụ hay trứng? Viên thuốc nên có hình gì, hình cầu, hình trụ hay hình trứng này? Trên 20 thì trụ, dưới 10 thì là cầu, thì cái khoảng này là hình gì?
hình trứng và nên có màu nhạt hay màu sẫm? Màu nhạt. Rồi mình hiểu cái vấn đề chưa nè. Vitamin A mình hòa tan trong dầu, nó thành dung dịch luôn, nó trong suốt. Viên nó cũng không có quá to nên chúng ta cho màu nhạt là hợp lý. Rồi. Hiểu được cách mà người ta chọn hình dạng cũng như là cỡ viên rồi ha. Tiếp tục. Sau khi viên thuốc được làm xong, dù là bằng phương pháp nhúng khuôn, nhỏ giọt, ép, thì chúng ta cần phải tiến hành đánh giá độ ổn định và xác định điều kiện bảo quản cho viên thuốc nang mềm. Trong môi trường có độ ẩm thấp thì vỏ nang sẽ có hàm ẩm là khoảng 9,4%. Còn ở trong môi trường có độ ẩm cao, ở độ ẩm 60%, nhiệt độ 21 đến 24 độ C, thì độ ẩm tối đa mà viên nang mềm có thể chịu đựng được, có thể đạt được là 17,4%. Nếu độ ẩm cao hơn con số này thì viên nó sẽ bị các tình trạng như là mềm, dính hoặc là phồng lên. Có nghĩa là nước ở từ ở bên ngoài á, nước nó cũng đóng vai trò là một chất hóa dẻo mà, nó làm cho gelatin nó bị mềm đi liền ha. Độ ẩm cao hơn viên nó sẽ bị hút ẩm, nó bị mềm, nó bị dính nhau và nó bị nở ra, nó phồng lên. Đặc biệt là những viên thuốc mà chứa dược chất thân nước thì nó lại càng dễ bị hỏng hơn nữa. Ở nhiệt độ trên 45 độ C và môi trường có độ ẩm cao thì vỏ nang sẽ bị chảy ra và dính lại với nhau. Để đánh giá tính ổn định của thuốc viên nang mềm thì chúng ta sẽ thực hiện ở 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, viên được bảo quản ở nhiệt độ phòng và môi trường độ ẩm 80%. Điều kiện thứ hai, 40 độ C trong bao bì hở. Điều kiện thứ ba, 40 độ C trong bao bì kính. Quan sát định kỳ 2 tuần một lần, vỏ nang không được biến chất, trừ trường hợp ở điều kiện số 1 là do độ ẩm nó quá cao thì nó biến chất. Còn những cái điều kiện còn lại số 2 và số 3 thì không được biến chất. Đối với các chế phẩm mới, có nghĩa là lần đầu tiên ta nghiên cứu ra cái sản phẩm này đó, thì người ta sẽ đánh giá thêm về thời gian rã, sự rò rỉ, các thay đổi vật lý nếu có, như là sự thay đổi màu hoặc là cái sự thay đổi độ cứng của viên. Các thay đổi mình có thể ghi nhận được, ví dụ như hao hụt các thành phần bay hơi. Đó, hồi nãy chúng ta nói là những cái chất nào mà dễ bay hơi là chúng ta không hoan nghênh ở trong viên nang mềm. Nhưng mà nếu như có những cái thành phần đó ở bên trong thì nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng gì? Ban đầu chúng ta cân khối lượng viên nó khác, nhưng mà càng để lâu á, viên nó lại càng nhẹ đi. Và những cái chỗ nào mà viên nó, cái hoạt chất ở bên trong nó đi ra được, cái chỗ nào là yếu nhất, ngay chỗ cái gờ, ngay chỗ cái mối hàn đó, gờ nó bị nở rộng ra, nó bị đổi màu, thì những cái thành phần bay hơi bên trong nó sẽ thoát ra qua cái con đường này ha. Một cái hiện tượng nữa đó là viên bị mềm ở vị trí tiếp xúc, có nghĩa là ngay cái chỗ mà viên này dính với viên kia nó sẽ bị mềm. Thì chúng ta khắc phục bằng cách đó là mình có thể tăng độ cứng của viên lên bằng cách là chúng ta thay đổi cái tỷ lệ giữa hai loại gelatin A và B, cũng như là bạn giảm cái thành phần chất hóa dẻo xuống để mình có cái độ cứng viên nó phù hợp hơn. Còn nếu như chúng ta đã xử lý cái phần vỏ rồi mà nó vẫn bị mềm thì nguyên nhân là do dược chất ở bên trong, mà nếu nguyên nhân đến từ cái khối dược chất chứa bên trong á, thì các bạn phải thiết kế lại công thức của cái khối dược chất đó. Hoặc là các bạn xem xét lại điều kiện sản xuất của chúng ta, coi môi trường nó có bị nóng quá hoặc là có bị ẩm quá hay không ha. Viên thuốc sau khi làm xong, sau khi đã được sấy xong á, những cái giai đoạn nãy mình làm thì có giai đoạn sấy, sấy xong, chưa có đóng gói liền, chưa có bao bì, thì viên nang nó được gọi là bán thành phẩm. Bán thành phẩm trữ trong các túi nhựa PE có độ dài ít nhất là 0,08 mm và cho vào trong thùng giấy. Tuy nhiên đây không phải là cái điều kiện lý tưởng để bảo quản bán thành phẩm. Nó vẫn có nguy cơ là bị ảnh hưởng bởi cái điều kiện bên ngoài. Do đó các bạn cần phải đóng vào cái bao bì cuối càng sớm càng tốt. Nếu như chưa đóng gói được thì cần giữ ở nhiệt độ 21 đến 24 độ C và độ ẩm không quá 45%. Bao bì cấp 1 để đóng viên nang là lọ hoặc là vỉ. Lọ được làm bằng thủy tinh, làm bằng nhựa. Còn vỉ thì nó có nhiều loại, có vỉ bấm, vỉ xé. Và dù đóng trong loại bao bì nào thì vẫn phải đảm bảo là chống ẩm. Rồi mình lấy cái viên nang mềm này uống vào thì cái quá trình giải phóng hoạt chất xảy ra như thế nào? Thì chúng ta sẽ đề cập qua phần sinh khả dụng của viên nang mềm. Uống thuốc vào. Gelatin tiếp xúc với môi trường nước ở bên trong dịch tiêu hóa. Mà các bạn biết gelatin thì nó gặp nước nó sẽ trương nở ra, đúng không?
trong vòng 3 đến 7 phút vỏ gelatin nó sẽ bị trường nở và nó bị ảnh hưởng bởi những cái men tiêu hóa đó, nó tiêu hóa cái vỏ gelatin này đi và giải phóng cái dược chất ở bên trong ra, dược chất được tiếp xúc với lại môi trường. Nếu dược chất thân dầu thì mình lại xét hai trường hợp là những dầu tiêu hóa được, ví dụ như là dầu gan cá, dầu mỡ, thì những dầu này nó sẽ được tiêu hóa và hấp thu như dầu mỡ thông thường và một cái phần nó sẽ chuyển sang pha nước. Còn những loại dầu không tiêu hóa được thì dầu sẽ gì, nó chỉ đóng vai trò như là một cái chất mang để đưa dược chất vô thôi, thì dược chất nó sẽ phải mất một cái giai đoạn để di chuyển từ pha dầu của chất mang sang pha nước của môi trường ở bên trong cơ thể. Và tốc độ của quá trình này thì nó sẽ phụ thuộc vào hệ số phân bố dầu nước của bản thân cái dược chất đó. Những dược chất hòa tan trong nước thì nó được hấp thu nhanh hơn, nhưng mà lúc nãy là chúng ta đã không hoan nghênh những cái dược chất thân nước đóng vào trong nang mềm rồi đúng không? Trường hợp dược chất nằm trong hỗn dịch dầu thì dược chất sẽ tách khỏi pha dầu và từ đó hòa tan vào trong pha nước. Dược chất trong hỗn dịch nước, hỗn dịch nước vào thì môi trường nước nó sẽ hỗn hòa với môi trường của dịch tiêu hóa và nó dẫn cái dược chất của mình vào trong cái môi trường hấp thu được nhanh hơn so với lại trong hỗn dịch dầu ha. À, đó là một cái số nét chính về sinh khả dụng của viên nang mềm sau khi mà chúng ta uống cái viên thuốc đó vào trong cơ thể. Như vậy thì cô vừa trình bày cho các bạn xong nội dung thứ nhất của bài viên nang, đó là về viên nang mềm. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao ha, và sau đó mình sẽ tìm hiểu tiếp nội dung còn lại của bài.